rằng em đâu hay biết khi màn đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ. Nắm tay nàng nơi như thơ, dịu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời. Gặp em trong giấc mơ, mưa tôi đã rơi trên mắt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thay người cười và là cùng em có thể biết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong biển gạo từ bao lâu rồi. Ngọt ngào hương thơm ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship nha. Nếu mình không muốn chuyển cọc thì vui lòng chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng mình một đĩa mà đi chép nhạc theo cầu, một dây kết nối điện thoại hoặc là một dây ốp đi còn 1 mét cho mình giải mã nha. Dàn này bán ra thì gồm có dàn và remote học chỉnh được full chức năng. Trên dàn này mình có thể chỉnh được super bass siêu trầm, bass, treble. Thì mình muốn chỉnh bass treble như thế nào để phù hợp với nhu cầu thì mình cứ chỉnh nha. FM AM tần số là 108 thì mình nhắn vào đây, ngõ like để chuyển giữa optical giải mã hoặc là qua audio kết nối điện thoại. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng đĩa MD. Cuối cùng em test DVD cho mình tham khảo luôn nha. Kích thước của bộ dàn này như sau. Chiều cao của loa là 28 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 53 cm. Sử dụng tốt cho phòng 20-30 m². Em có bán đĩa MD, đĩa CD chép nhạc theo cầu. Các anh chỉ cần đưa danh sách bài hát hoặc tên ca sĩ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như MD. Và em có nhãn gắn Bluetooth vào trong âm ly trong diện tích phòng 50 m², Bluetooth bắt sóng rất tốt nha. Chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần cắm bất cứ dây nhựa nào rườm rà hết. Bây giờ em quay gần mặt dàn phơi nhôm và quay gần loa cho mình tham khảo rồi mình nghe nhạc qua chức năng MD nha. Em sẽ chỉnh bài số 7 của ca sĩ Thanh Tuyền.
lòng này thương thương nhớ bầu trời xanh mình đều hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip nha. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em. Đây, ở đây nó có mũi tên là mình lấy để em mà đi ra nha. Cuối cùng đây là chức năng DVD. Còn đây.